đẻ con gái sướng bà. Sướng. Đấy, thế mà ngày xưa không đẻ thêm vai đứa nữa, giờ có phải ngày nào cũng có yến để ăn không? Hôm nay thì Hà mang yến trưng sữa tươi táo đỏ về thăm mẹ. Món này là độc lạ Hà Nội, ăn rất là thơm ngon và bổ dưỡng. Nhiều người cứ nói hàng Hà nhiều công việc như vậy, sao không mua yến trưng sẵn về cho tiện, làm gì cho mất thời gian. Hà biết điều đó chứ, nhưng mà từ lần đi Mỹ về học được cách trưng yến, về trưng thử cho mẹ ăn. Mẹ khen quá trời, mẹ bảo là ngon hơn người yêu cũ con ơi. Thế là từ đó mình đặt tên cho món yến này là món yến ngon hơn người yêu cũ của mẹ. Nói cho vui chứ mẹ làm gì có người yêu cũ. Bố và mẹ thì đều là tình yêu đầu của nhau. Nhưng lần nào hỏi sao bố lại chọn mẹ thì bố đều vừa cười vừa nói: mẹ mày không có tao giúp thì có mà ế cho tới giờ. Chết cười với ông bố của tôi. Mẹ con gái sướng bà. Sướng, quá sướng. Tháng này thì mẹ nguyện ăn chay để cầu sức khỏe cho cả gia đình nên dinh dưỡng có phần thiếu hụt. Vì thế Hà phải chú tâm hơn trong việc bổ sung dinh dưỡng. Thực ra là cả bố nữa, nhưng mời bố lên hình thì còn khó hơn cả lên trời. Các chị hỏi tí hơn thì kiếm làm gì nhiều tiền như vậy để có được những hình ảnh như này này. Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời như trẻ thơ.